Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với Điện thoại Vui TV. Bỗng nhiên một ngày nào đó tai nghe của bạn không hoạt động thì các bạn rất là bực mình đúng không ạ? Vì là các bạn là những người mà hay nghe nhạc bằng tai nghe. Và tình trạng này cũng không phải là hiếm gặp. Và hôm nay mình sẽ có 4 cách khắc phục tình trạng này. Giờ thì bắt đầu. Đầu tiên thì các bạn sẽ kiểm tra xem tai nghe của bạn có bị hư hỏng hay không nha. Lúc đầu thì mình sử dụng con iPhone 6 với lại chiếc tai phone như thế này mà nó không nghe âm thanh gì cả. Thì mình sẽ kiểm tra tai phone bằng cách là dùng một thiết bị khác với jack cắm 3.5. Đây là con Noga 6. Đó, mình sẽ cắm vào thử xem nó còn nghe được hay không. Các bạn cũng có thể thử bằng thiết bị nào cũng được, miễn sao có jack cắm 3.5 là được rồi. Nếu như mà cái tai nghe của bạn không còn nghe được nữa thì chắc chắn là nó đã bị hư rồi, bạn chỉ cần thay một cái tai nghe mới là xong. Còn nếu như mà nó vẫn hoạt động bình thường trên một thiết bị khác thì chắc chắn là nó nằm ở vấn đề chiếc điện thoại của bạn rồi. Thì mình cũng sẽ kiểm tra thử xem điện thoại của mình nó bị vấn đề gì. Mình mượn một chiếc tai phone mới của anh Thịnh Tu nha, tức là màu hồng nam tính. Sau đó mình cắm vào nó có nghe được hay không nha. Nếu như nó vẫn còn nghe được bình thường thì nó không có vấn đề gì cả trong cái jack cắm của bạn, chỉ là cái tai nghe nó không tương thích với máy thôi. Còn trường hợp này thì nó rất là hiếm xảy ra. Còn nếu như mà nó không còn hoạt động nữa, không còn nghe được gì nữa thì nó nằm ở jack cắm tai nghe. Vấn đề là jack cắm tai nghe của bạn hư luôn rồi đó. Thứ hai là nếu mà các bạn đã cắm quá nhiều tai nghe vào máy nhưng mà nó vẫn không hoạt động được thì các bạn hãy thử vệ sinh cổng tai nghe xem như thế nào nha. Ở đây thì mình sẽ có một chai cồn cũng như là một chiếc tăm bông. Mình sẽ tắm một chút xíu cồn vào tăm bông, sau đó lau nhẹ qua cái cổng tai nghe. Và bây giờ bắt đầu mình sẽ cắm thử vào xem được chưa nha. Đây, mình cái tai nghe mình sẽ cắm thử vào đó. Nếu như mà nó vẫn nghe được bình thường, chắc chắn là vấn đề nằm ở cái cổng tai nghe của bạn bám quá nhiều bụi bẩn và làm chặn kết nối từ cái tai nghe về máy. Nếu như mà sau bao nhiêu cố gắng điện thoại của mình vẫn không còn hoạt động với tai nghe nữa thì mình sẽ dùng một cách huyền thoại là tắt nguồn và bật lên lại. Cái cách này thì mình cũng hay sử dụng sau khi cái điện thoại của mình bị những cái lỗi ngớ ngẩn, ví dụ như là không còn nghe được hay là bị tắt mất sóng, đúng rồi đó. Trong cái quá trình mà mình tắt nguồn thì mình sẽ tán với các bạn vậy thôi. A few moments later. Đó, bây giờ nó đã khởi động lại rồi, mình sẽ cắm thử vào xem là có còn nghe được hay không nha. Nếu như mà nó vẫn còn nghe được thì điện thoại của bạn sẽ không bị vấn đề gì cả. Xin chúc mừng bạn. Còn nếu như mà nó không còn nghe được nữa thì chắc chắn là nó đã bị hư rồi. Bạn hãy đến Điện thoại Vui để được tư vấn cũng như là kiểm tra miễn phí. Các bạn có thể chọn là sửa chữa ngay tại chỗ luôn và lấy liền mang về xài luôn. Vừa rồi là những cách khắc phục khi tai nghe không hoạt động với điện thoại. Mong là sẽ hữu ích với các bạn. Nếu mà các bạn có cách nào hay hơn hay là mẹo nào hay hơn, hãy comment phía bên dưới để mình làm những video tiếp theo nha. Nếu thấy hay cũng đừng quên like, share và subscribe kênh Điện thoại Vui TV nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.